tìm chồng người, góp phần công sức nhỏ bé của bản thân vào công cuộc xây dựng đất nước, làm lễ vang thêm cho truyền thống của nhà trường. Là thân sinh viên trường Đại học Tây Nguyên, lòng em xiết bao vui sướng tự hào. Nhưng không vì vậy chúng em cũng quên trong chiến thắng. Vừa bước vào năm học mới, chúng em đã ra sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng kiến thức để trở thành một sinh viên năng động, trí tuệ, sáng tạo. Để làm đầy lên kho kiến thức của bản thân, siết chặt thêm hành trang để bước vào sự nghiệp chồng người. Môi trường học tập mới, cánh cửa tri thức mới với biết bao bỡ ngỡ, lạ lẫm, gian nan đối với chúng em. Nhưng chúng em tin chắc rằng chúng em sẽ vượt qua tất cả bởi đã có sự sát cánh của các thầy cô bên cạnh tận tình giúp đỡ chúng em. Chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng thầy cô, sẽ trở thành người có ích cho đất nước, cho xã hội. Em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới các quý thầy cô, các anh chị sinh viên đã đi trước tạo dựng cho chúng em một môi trường học tập thật tốt với truyền thống đáng tự hào như ngày hôm nay. Cuối cùng, em xin gửi lời chúc sức khỏe tới các quý vị đại biểu, quý thầy cô, các anh chị sinh viên. Chúc các bạn sinh viên khóa 2015 học tập và rèn luyện thật tốt để xứng đáng với truyền thống vẻ vang của nhà trường. Em xin chân thành cảm ơn. Cơ so Mê Linh, Guitar Bass.